Dekuma, một sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Sao mày nhắm vào bánh của tao? Bánh của bạn hả? Mình thấy nó ở trong tủ lạnh đó. Bánh này tao để dành từ hôm qua đó. Mày đáng ghét. Mình xin lỗi. Để mình cất lại vô tủ lạnh nha. Cất đi chứ còn nói gì nữa. Nhanh. Chú mày dám ăn hả? Bỏ xuống. Mình đi cất liền. Mình cất rồi đó. Mình đi nha. Mày dám nói hả? Đúng rồi. Gì vậy? Nè, sao nói chuyện nhanh quá vậy? Nhanh lên. Mày đứng lại. Có kìa. Làm gì? Làm gì? Đúng rồi. Thôi lên con. Thôi lên. Thôi mà. Mày đứng lại. Làm gì? Đứng lại cho tao. Nào kìa. Làm món sườn nướng nha, cô sẽ đãi hai đứa này. Trời, tự nhiên mày cho nó ăn. Đứa nào cũng giỏi hết đó. Em, nghe câu hỏi. Mình có 7 cái bánh, bị người khác đến lấy và ăn mất 4 cái bánh. Vậy mình còn bao nhiêu? Những bài toán trên đây rất là đơn giản đúng không nè? Dạ. Rồi, vậy mình tập trung làm bài đi. Được đáng chứ, mình dám ăn bánh của tao hả? Ha 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 ha!
cho các bạn làm bài nữa chứ. Hôm nay con vẽ tranh á, cô giáo khen là con vẽ đẹp á. Trời ơi, làm chi của ba này giỏi quá ta. Biết vẽ tranh nữa chứ. Con vẽ cái gì vậy? Con vẽ Pikachu á, con vẽ giống lắm luôn á. Pikachu á hả? Cô giáo con có bình thường không? Mà sao vẽ cái gì gì mà điểm cao à? Dạ đúng rồi, ba này. Đẹp mà ba. Cái này là gì vậy? Cái này là mẹ phải không? Không phải, này là ông. Trời đất, ông gì tím lè bộ bệnh hả? Mẹ đâu, mẹ đâu? Mẹ đây phải không? Không phải, cái này là tủ lạnh. Mẹ đây nè. Mẹ màu đỏ vậy đó hả? Dạ đúng rồi. À, vậy chắc chắn là ba rồi, đúng không? Không có thời gian công vẽ ba. Vẽ ba thế dù cái tủ lạnh cũng được mà. Nhưng mà dù sao bức tranh này cũng được chơi trong lớp rồi. Mẹ thấy con giỏi chưa? Hả? Này làm chi? Con nói cái gì? Cái bức tranh của con bữa nay được cô giáo treo trong lớp rồi hả? Dạ đúng rồi. Trời, sao mà con gái này giỏi quá vậy nè? Chắc chắn sau này con sẽ trở thành một nữ danh họa chuyên về trường phái trên trù tượng. Đúng rồi, nó giỏi thiệt. Con người mà nó bê tông hóa luôn, ba khối bê tông chạy ba trù tượng mà. Ba này con thấy đẹp mà. Trời ơi, làm gì bữa nay giỏi quá. Con gái của mẹ giỏi thiệt á. Mẹ, mẹ thấy đẹp đúng không mẹ? Đẹp chứ. Vậy mẹ đóng khung á, mẹ treo lên bàn trang điểm của mẹ. Bức tranh này đẹp mà. Nhất định là mẹ sẽ lộng khung, mẹ treo ở trong phòng. Làm chị giỏi quá. Wow, em vẽ đẹp thiệt đó ha. Dạ. À, Tâm Ý à? Dạ, dạ, con chào cô. Ừ, con có thấy áo sơ mi của cô đâu không? Dạ, áo sơ mi nào cô? Sơ mi caro đó. Dạ, để con kiếm cho cô. Tâm Anh. Dạ. Con đang vẽ hả? Vẽ đẹp quá ta. Nè, Tâm Anh. Dạ. Bức tranh của con có được treo trong lớp không vậy? À, dạ không. Hả? Chị là chỉ có bức tranh dạ, của... Dạ, tất cả các tranh của các bạn đều được treo ở trong lớp đó cô. Hả? Dạ, tại vì tranh của Tâm Anh vẽ đẹp nhất cho nên được treo ở văn phòng trường đó cô. Cô thấy Tâm Anh vẽ đẹp không cô? À, đẹp chứ. Tranh của Tâm Anh đẹp quá, con giỏi lắm. Dạ. Ừ, cảm ơn con. Năm xong rồi nè, bạn chép lẹ rồi còn đưa cho mình đó nha. Thôi khỏi đi, tao không thèm đâu. Bạn học đó hả? Bộ đuôi sao không thấy? Tao đang học bài. Lần đầu tiên thấy bạn học đó nha, lạ ghê. Tao nói cho mày biết nha, tao mà chịu học á là tao dở hơn mày gấp trăm ngàn lần luôn. Làm bài đi. Đợi đấy, tao sẽ cưỡi được mày. Lâm Chi, em nhỉnh gì vậy? Tập trung làm bài đi.
con nhỏ này sao mà mang dài vô nha. Con được 10 điểm nè. Cái gì? Hả? Con được 10 điểm thiệt ba. Trời ơi, 10 điểm thiệt ba. Con nhà con giỏi quá làm kia. Yeah. Giỏi quá trời ơi. Điểm 10 đầu đời của con. Con được 10 điểm rồi. Yeah, sẽ được cưỡi ngựa. Đúng rồi, 10 điểm rồi, cưỡi ngựa thôi.